Mệt quá đi. Bực cái mình. Trời ơi. Đồ mới mặc mà sao nghe mùi mốc không? Không lẽ cái mùi già của ông bám qua? Gớm quá. Cái gì mà gớm? Ông già cà chớn đó. Ông muốn chơi con hay sao á? Ông bắt con đỡ ra đỡ vô toilet 4-5 lần. Tại má. Thì con phải làm, chứ không lẽ má làm. Mà ổng đâu có ruột rà gì với má đâu. Bắt nhìn thấy của ổng à, chết liền á. Thì má nhắm mắt lại, ai kêu má nhìn. Mùi già của ông lây qua người con rồi nè. Thôi, ráng đi. Má nói với ba là con ở nhà chăm sóc ông ngoại. Con mà không chịu làm, ổng la má chết đó. Thôi, con thấy ra tiệm còn sướng hơn nữa. Bộ con không muốn có tiền hả? Muốn, nhưng mà hôi quá, hôi đình à. Thôi, má đi nha. Mạnh lên chút xíu nữa đi anh. Làm việc nhà mới có 2-3 bữa mà than nhức mỏi rồi ha. Em hầu hạ ba vợ của anh mới ra nông nổi như vậy nè. Đừng có nói quá đáng. Anh thử đi, chuyện gì cũng kêu em hết á. Có cái em chưa tắm cho ổng thôi. Vậy mới thấy con bé Ly nó giỏi đó chứ. Chăm sóc ba bao nhiêu lâu mà chả bây giờ thấy nó than tiếng nào đó chứ. Than được em mới sợ á. À cũng phải. Mà cho là nó có nói được đi chăng nữa, nó cũng không có than đâu. Tiền ngậm đầy họng rồi, sao mà than được. Chỉ có tội cho thằng Tính thôi. Nó đỡ ông đi vệ sinh 10 lần, chưa than giảng tiếng nào hết á. Chà, có tin được không ta? Bóp. Dài hả? Tin, anh đi hỏi ba anh đi. Mà sao ông bày hày quá à? Ở dơ thấy mắt ói luôn à. Không thể nào. Chuyện gì anh cũng không tin hết trơn. Xuống dưới hửi đi biết liền à. Cho tôi tới chỗ cái xích đu đi. Cái gì? Bác ngồi đây đi. Phơi nắng tốt lắm á. Chết vi trùng nữa. Tôi tắm rồi. Đâu có ở dơ đâu mà cô làm vậy. Chừng nào con Ly nó lên vậy bác? Hôm nay 3 ngày rồi đó bác. Hình như nó đi được, cứ như sổng chuồng hay sao á. Chờ chán nó lên. Cô quải lắm rồi hả? Con á, sợ nó kiếm đủ tiền rồi nó biến mất luôn. Nếu thiệt sự vậy á, cũng phải chịu. Nếu như nó đi luôn, bác tính làm sao bác? Chứ, mình trả lương cho cao cao, thiếu gì người làm cho mình. Công nhận, nhiều khi ít con quá cũng khổ bác ha. Ủa mà, sao mà bác sanh ít con quá vậy? Vợ tôi mất sớm, tôi ở dậy nuôi con. Công nhận bác chung thủy thiệt. Tôi ghét sự bội bạc lắm. Ông ngoại. Ngoại, ngoại em rớt cái gì vậy ngoại? Tính. Em đúng không Tính? Tính. 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 Anh biết là em mà Tính.
Con bảo đảm với bác không phải người phàm đâu. Nhìn á, mấy ông tu hành mới có thể ăn mặn ngủ chai như vậy. Nếu tình yêu đối với vợ và con đủ lớn, mình sẽ vượt qua được mọi dục vọng. À... ông ngoại. Hả? Cái ngoại. Gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy Quý? Sao vậy? Con bị đạp miệng chai. Đi, vô đây ngồi. Sao? Đưa cho dì coi. Trời, ngồi đây đợi dì nha. Dạ. Ở đâu mà dậm dữ vậy? Dạ. Ở trong phòng của ngoại. Trời ơi, con sao vậy? Hết té u đầu, giờ tới dặm miếng chai. Miếng chai ở đâu? Dạ, cái ly bị bể trong phòng ở ngoài. Vậy chứ con vô phòng ngoài làm gì để bể cái ly? Dạ con cảm ơn dì. Con nhớ cẩn thận đó, đi đứng phải cẩn thận chứ. Dạ. Bây giờ con phải nói thật cho ông ngoại biết. Nói thật cho ông ngoại biết đi. Dạ. Ai đã hại con? Dạ, do con bất cẩn thôi ngoại. Đừng có nói láo. Ông ngoại mày mà mày cũng nói láo nữa hả? Nói lẹ. Dạ, hồi nãy con nghe trong phòng ngoại có tiếng ly bể. Con hỏi có phải là ngoại không, nhưng mà không có tiếng trả lời. Con nghĩ đó là em tính. Nó vô phòng ngoại làm cái gì mà phải giấu? Dạ. Con làm cái gì mà để thằng Quy nó biết? Tại rất cái ly. Nhưng mà làm sao anh biết được? Trời đất ơi, sao mày ngu quá vậy? Nhà này có 4 người. Má đang ở với ông ngoại. Người còn lại dĩ nhiên là con rồi. Mà con có tìm được gì không? Cái tủ khóa cứng ngắc, mở có được đâu mà tìm. Chẳng lẽ giờ má phải ra tay? Gì vậy? Thịt kho muối sao mặn quá vậy? Em nấu cho ăn là tốt lắm rồi, mày đặt chê nữa. Ngày mai em khỏi bài vẽ gì hết trơn á. Cứ đem luộc hết, dễ ăn. Thịt luộc, trứng luộc, rau luộc, cái gì cũng vậy hết, luộc đi, dễ ăn. Mấy cái này nuốt sao nổi. Thôi khui đồ hộp ra ăn sướng hơn. Ba đừng có ăn, mặn lắm. Để con gọi điện thoại kêu tiệm ra đồ ăn. Thôi thôi khỏi khỏi, đủ rồi. Nhiều đây là máu nó lên nửa đầu rồi. Mặn quá. Ngoại à, sao ngoại ăn ít quá vậy ngoại? Ông sợ bị ngộ độc. Bác nói kỳ quá. Giỡn chơi. Tiên, con á, đi hỏi người ta coi tìm một thầy pháp nào cao tay ấn á, về trừ tà đi. Nhà mình có ma đó. Bà nói giỡn nữa. Lần này tao nói thiệt. Con nghĩ đi,
Mới có 3 ngày thôi mà xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn. Mà chuyện nào cũng nhầm vô thằng Huy không. Huy, con bị cái gì vậy? Dạ, chị nhỏ không sao đâu ba. Nhà giàu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột. Chỉ có ma quỷ mới làm được thôi. Chứ người không có ai làm cái chuyện này được đâu. Tự nhiên cái bàn để ở giữa đường, xong rồi thằng Huy nó té, xong rồi đó cái bàn tự quay về chỗ cũ. Cái thứ hai trong phòng á, cái ly tự rớt, rồi thằng Huy nó đạp lên, chảy máu. Con đập miệng chảy máu á, phải đi giết người nha con. Dạ, ba, có gì Dung băng chân cho con rồi. Không sao đâu ba, vết thương của con lành, nó không đau gì hết ba. Tự mình gây tai nạn rồi đó thừa. Con dám đập đầu mình xuống đất không? Dám lấy miệng chai cắt vô chân mình cho chảy máu không? Con đâu bị điên đâu ngoại. Vậy con không điên chứ con nói anh của con điên hả? Tính. Lúc nào xảy ra chuyện cũng có mình nó. Biết đâu được. Thôi, từ nay con sẽ để ý cho. Đồ vật để ngăn nắp hơn. Quy à, còn con, đi đứng cẩn thận hơn một chút. Dạ. Ăn cơm. Mặn quá. Sao rồi? Chắc là mình đi hướng này. Bữa nay là ngày thứ tư rồi, không biết gia đình ở dưới quê có chuyện gì. Còn thằng Huy nữa, chân cản như vậy mà không biết đi đâu. Sao không đứa nào mà chịu nghĩ ông già này đang lo lắng cho tụi nó chứ? Bác ơi, trà sâm đó bác uống cho bổ nha bác. Con biết mấy ngày nay bác ít có ăn uống. Người già ăn không có nhiều cô ơi. Tôi không có sao. Cô cứ lo cho tôi hoài, coi chừng cô bệnh đó. Con đã hứa coi bác như là cha của con rồi. Phải chi bác chịu
con làm mai bác cho má của con nha bác. Cảm ơn. Tôi nhịn tới từng tuổi này rồi thì thôi nhịn luôn, chứ để miệng đời thị phi già không có nên nết. Thôi về bác uống đi. Cảm ơn. Coi bộ cô pha trà giỏi hơn nấu ăn à. Sống á mà bác quan tâm tới dư luận, mệt mỏi lắm bác ơi. Má con già mà còn duyên lắm đó. Má con có duyên lắm, còn giống y chang má con luôn đó. Bác mà gặp bả là bác thích liền à. Thôi thôi, cô đừng có nói. Cô nói rồi tôi động lòng phàm, tôi sợ lắm. Xin hỏi có ai ở nhà không? Ai hỏi đó? Tôi là Huy, thầy của em Tú. Chị đây chắc là mẹ của em Tú. Đúng rồi, mà thầy hỏi nó làm gì? Có em Tú ở nhà không chị? Nhà bé như cái lũ mũi á, nhìn không thấy sao còn hỏi. Bộ bác không có nghe người ta nói là con chăm cha không có bằng bà chăm ông hả? Có người đàn bà bên cạnh mình thì đỡ cô đơn. Thôi, tôi có thằng Huy nè, con Ly nè, rồi thằng Tiến, rồi cái miệng của cô chót chát tối ngày, sao cô đơn được? Thôi khỏi. Bác không chịu thì thôi. Con chỉ muốn bác cuối đời có hạnh phúc thôi. Bác uống hết trà đi bác. Mà hôm nay á, con Ly á, mà không xuất hiện là bác hiểu rồi ha. Ôi dạ. Xin lỗi bác. Nó không ác dữ vậy đâu. Xin lỗi mà. Tôi cũng đâu muốn giao nó cho người ta, dắt đi ăn xin. Nhưng tôi cần tiền trả nợ. Người ta đưa cho chị bao nhiêu tiền? 2 triệu. Chị bán con mình có 2 triệu đồng. Thấy 2 triệu thì không đáng là bao. Nhưng nghèo như tôi á, số tiền đó là một gia tài. Không có tiền trả nợ á, họ tống tôi ra khỏi cái chòi này. Lúc đó lang thang ngoài đường còn khổ nữa. Đi xin có 1 năm thôi mà, rồi nó cũng về với tôi. Chị có biết, có những đường dây ăn xin, hành hạ đánh đập bỏ đói trẻ em, nếu mà không xin được một ngày mấy trăm ngàn không? Cái gì? Xin một ngày được vài trăm ngàn. Tôi mà biết vậy thì tự dẫn nó đi để làm giàu. Chị muốn được bao nhiêu đó, tụi nó phải lăn lộn lạy lục gian xin ngoài nắng ngoài mưa từ sớm đến khuya, chị có biết không? Cũng cực quá ha. Bé Tú là con chị, chị không thương nó sao? Con đã nói với bác rồi, bác xài tiền kiểu đó là khiến người ta phạm tội đó, bác biết không? Tôi buồn ngủ quá. Cô có bỏ thuốc an thần vô cái ly nước này không vậy? Bác giỡn hoài bác. Bác buồn ngủ, con đỡ bác lên giường ngủ nha. Chắc tại hồi khuya, mới 3 giờ sáng tôi đã thức rồi. Rồi, bác nằm xuống đi. Cảm ơn. Vậy, chị có biết ông ta ở đâu không? Ông thuê nhà ngoài thành á. Vậy, chị đi gặp ông ta, trả lại 2 triệu đi. Thầy nói có lộn không? Chị nghe tôi nói hết đã. Chị trả lại tiền, đưa bé Tú về đây. Tôi sẽ giúp cho chị 5 triệu. Thầy nói thiệt hả?
Chỉ cần 3 triệu làm vốn buôn bán. Còn tiền học của bé Tú tôi sẽ lo hết. Rồi lỡ ông không chịu trả con cho tôi thì sao? Lúc đó chị hãy đến trường tìm tôi. Nhà trường sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Nhưng... Thưa chị, làm cha mẹ không cho con mình được vật chất sung sướng thì ít ra cũng phải cho con mình được tình thương. Đừng để con mình bị kẻ xấu hành hạ, vùi dập. Chị nghe tôi nha. Chào chị. Mới đây mà đã ngủ sai rồi. Ông này hình như ông sống lâu thành tinh hay sao á, mà mở miệng ra là nói thấu tim đen người ta. Ông thành tinh thì mình là thầy pháp, có chiêu để trị chứ. Ông hành hạ mẹ con tôi mấy ngày nay thì phải lấy lại chút ít để bù đắp tinh thần. Không phải ăn cắp mà mình xứng đáng được hưởng như vậy. Tiết lộ chuyện này cho ai, tao sẽ thuốc chết ông ngoại luôn, luôn cả thằng Quy nữa, biết không? Mặt mình đâu có vẻ gì là suối quẩy đâu, sao lại xui xẻo bị nó bắt ngay tại trận gì chứ? Phải làm cái gì cho nó sợ, kẻo nó nghĩ mình dám nói mà không dám làm.
toàn là những món ngon không. Chắc mình phải ăn chỗ đã để bù lại những ngày không được ăn những món ngon quá. Ba, ăn đi ba. Ăn đi Huy. Dạ. Ly, tính. Ba, ăn đi ba. Nghe giọng thấy phát ghét. Biết vậy, mấy hôm trước cho ăn cơm hộp luôn. Má ơi, chấp nhận sự thật đi má ơi. Ly nó ăn ngon không má? Dì Dung làm món mắm kho cũng rất là ngon. Nghe chưa? Biết rồi, mà không lẽ ăn mắm kho hoài. Bà rảnh rỗi á, đi theo con Ly học nấu nướng đi. Muốn đến với trái tim đàn ông á, phải đi ngang qua Bao Tử. Cần gì tôi đi ngang Bao Tử? Tôi đi cái ngõ từ trên đầu xuống với tim ông, được không? Má ác thiệt. Ghê quá. Con về thì yên tâm rồi. Hôm rày ông cứ lo. Vì có người á nói con gom tiền bỏ trốn. Anh Huy con á bị té u đầu tét chân. Ngoại, con có bị gì đâu mà ngoại nói cho Ly lo. Ghê quá, tình cảm thắm thiết quá. Con coi chừng nó cho cẩn thận. Lần sau không u đầu mà tét đầu đó, không tét chân mà là gãy chân. Bà này nói nghe thấy ghê. Gì đâu ghê, biết đâu được. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Đúng đó. Con á phải ngó chừng anh. Còn thằng Huy á đi trong nhà cũng nên cầm gậy để đề phòng bất trắc. Trời, ông ngoại nói đây như là hang sói không bằng. Ui, không hang sói chứ biết đâu được, cũng có con hùm canh sẵn. Thôi, ăn cơm đi. Kiến về quê vừa rồi á, cậu mợ con Ly làm mai cho nó mấy người. Nó chưa có nhận lời. Rồi nó lên nó hỏi ý ông. Huy. Dạ. Nếu con có tình cảm với con Ly á, mở cái miệng ra đi. Còn không á, ngoại để cho nó đi lấy chồng đó. Ngoại, con không biết phải nói sao nữa ngoại. Mến thì có mến, nhưng mà con với Ly mà lấy nhau nhiều trở ngại lắm. Con không tin là mình có thể mang lại hạnh phúc cho ai. Hay là khuyến khích Ly lấy một người chồng lành lặn thì tốt hơn ngoại. Mày đặt ghép đôi cho hai đứa nó. Muốn có cháu dâu để hầu hạ chứ gì. Ủa, sao mình không nghe nó nói gì tới chuyện đó vậy ta? Chắc con này sợ mình nên không dám mét. Con này mà lấy được thằng Huy là coi như chuột xa hũ nếp rồi. Mình làm cái gì để phá nó đây ta? Dĩ nhiên là anh thương em. Vậy anh có đòi lại danh dự cho em không? Ai xúc phạm tới em? Thằng Dũng ok, nó dám hôn em đó. Thằng khốn, để anh tính sổ với nó. Thằng chó, dám đụng tới gờ của tao hả? Mày tưởng mày là đàn anh hả? Thằng chó này. Thank you.
Nghe ngoại nói cậu mợ là mai mối cho em. Nếu là người tốt thì em nên đồng ý. Anh chỉ lo em bị lừa gạt trong tình cảm. Nhưng em không chịu. Không làm phiền hai người chứ? Ủa, tính hả? À, tụi anh chỉ ngồi đây ăn chè nói chuyện thôi. Vậy hả? Nói chuyện mà cầm tay viết vậy hả anh? Anh cũng biết lợi dụng quá ha. Má, tiền đâu nhiều vậy má? Chắc má chơm của ổng phải không? Được vậy cũng đỡ à. Tiền chi tiêu tháng này ba con mới đưa đó. Gì đây? Má, má cho con xin 3 triệu đi má. Xin gì nhiều vậy? Thì có chuyện cần xài mà. Đừng có ngu để gái dụ nha. Trời ơi, con dụ gái với gái nào dám dụ con. Nhà này có người bị gái dụ kìa. Ai? Anh Huy chứ ai. Hồi nãy á, con thấy hai người tay trong tay. Anh nói anh chỉ sợ em bị lợi dụng tình cảm ở trong nhà này thôi. Nhảm. Ghê quá, nổi da gà hết trơn. Sao nổi da gà? Thì ghê quá. Ghê làm sao? Mama, con nghĩ tới chuyện con gụ nhỏ này không biết ảnh sao ha. Coi bộ được à. Con Ly nó có tiền á. Dạ. Mày gù nó cũng đáng à. Đúng rồi đó má. Thôi má cho con tiền đi. Trễ giờ rồi. Nè, 2 triệu. 3 triệu mà. 2 triệu thôi. Rồi. Không trả lại đây. Thôi cảm ơn má. Con đi nha má. Nếu là người thật sự tốt á thì em nên đồng ý. Anh chỉ sợ là em bị người ta lợi dụng tình cảm. Anh không thể chăm sóc cho em được. Nó kìa. Dạ. Dạ. Mày là Dũng ok phải không? Má mày muốn xúc động gãy tao hả? Mày tính rồi. Mày ngồi nữa mà. Mày nha mày. Bữa nay tao cảnh cáo mày thôi nha mày. Diễm là người của tao. Mày mà còn chọc ghẹo nữa, tao giết mày luôn á. Đi tụi bay. Nghe chưa mày? Tao không chơi đẹp tụi bay, tao không phải là Dũng ok. Tính à? Dạ. Lát nữa nhớ lấy 1 triệu ra cho ba nghe con. Chi vậy ba? Đây nè, cái ông này nè, ông bị cái tụi đua xe đụng chết. Nhà ông nghèo, có 1 vợ 2 con. Đó, không đủ tiền mua cái hòm nữa. Báo chí đang kêu gọi người ta giúp đỡ đó. Mà cái vụ này xảy ra nửa tháng rồi mà. Chưa tìm được tội phạm nữa hả? Bà bảo đảm với con là do mấy cái thằng có hồn tụ tập đua xe chứ không ai hết trơn. Làm chuyện ác không biết có ngủ ngon được không nữa. Sao thanh niên bây giờ hư hỏng nhiều quá, không đua xe
thì cũng tụ tập vũ trường đánh nhau. Hút chích. Tịnh. Tịnh. Dạ. Gì ba? Ba là biết con đó. Tụ tập với mấy đứa bạn hư hỏng như vậy đó. Ba đưa con vô trường cải tạo đó. Chậm một ngày là bé Tú khổ một ngày, chị có biết không? Đây. Tiền đây. Chị đi ngay đi. Đi rước bé Tú về đi chị. Nó đâu có bà con thân thích với thầy, sao thầy tốt quá vậy? Số phận một con người có thể không quan tâm sao chị? Không nhìn được thì đã khổ lắm rồi. Đừng để em phải chịu đựng thêm nữa. Cầm đi chị. Không có gì đâu chị. Alo, Quỳnh hả con? Con đang làm gì đó? Con có muốn lấy chồng giàu có không? Dễ sai biểu nữa. Mà nhất là nó không bao giờ lén phén. Ở đâu ra hả? Ở nhà gì chứ ở đâu? Dì nói thiệt chứ không có quảng cáo bậy đâu à nha. Còn suy nghĩ gì nữa? Thôi bữa nào gặp nhau bàn đi nha. Rồi bye bye con ha. Bà nói chuyện với ai vậy? Cháu họ em. Là mai nó cho ai vậy? Thì con mình chứ ai. Trời, thằng Tính mới 20 tuổi à. Làm mai cho thằng Huy. Thôi bà ơi, bà đặt tài lanh. Ai mà chịu ở đâu mà làm mai. Tôi tài lanh vậy đó. Tôi lo cho con anh. Anh còn không cảm ơn, còn trách móc nữa. Không phải. Tôi chỉ sợ người ta gặp thằng Huy á, rồi người ta chê nó, để cho nó mặc cảm, bà biết không? Anh yên tâm đi. Gặp nó, em sẽ nói rõ ràng. Em tính hết rồi. Con bé sẽ dọn vô nhà mình ở. Hằng ngày tiếp xúc với nhau, thấy cái tốt của nhau mới nảy sinh tình cảm chứ. Thằng Huy nó 28 tuổi rồi, suốt ngày chỉ biết có công việc không à, thì sao tìm vợ được. Lỡ mà yêu một cô mù như nó thì khổ không? Không lẽ em với anh lo luôn cho hai vợ chồng nó hả? Ừ, cũng phải. Con bé Quỳnh này nó được lắm đó anh. Em không có nói nhiều, sợ anh nói em nổ. Gặp nó đi, tiếp xúc với nó, anh sẽ thấy. Mà nó có tốt bằng con Ly không vậy? Anh hỏi như vậy là so sánh hàng chợ với hàng hiệu rồi. Không phải hàng tốt, sao em dám làm mai cho thằng Huy? À... Ngoại biết con buồn, mặc cảm, nhưng đời là vậy. Đâu phải ai cũng nhìn ra được cái phẩm chất tốt của mình. Con lo cho ngoại thiệt là nhiều ha. Nhưng ngoại biết con á, rất quan tâm tới thằng Huy. Yên tâm đi, ngày đó không còn lâu nữa đâu. Anh ơi. Gì em? Có chuyện này em định nói mà cứ quên hoài hả?
Hình như anh có mướn một người vô làm phải không? Đúng rồi. Cậu Bằng là làm cũng được lắm. Anh có biết người ta ở tù mới ra không vậy? Cái đó là chuyện quá khứ. Quan trọng là bây giờ người ta làm việc tốt. Chả giả bộ lừa anh thôi. Hay là anh cho người ta nghỉ đi. Cái gì? Anh không làm chuyện đó được đâu. Mình phải cho người ta cơ hội chứ em. Với lại ông ấy có ơn với gia đình mình. Ơn gì? Tú. Phải Tú không em? Thầy. Cô còn nói Tú bị đánh hơi thảm lắm. Em có sao không? Mẹ đưa em tới hồi nào? Dạ hồi sáng. Mẹ về liền, mẹ nói mẹ mắc cỡ không dám gặp thầy. Thầy ơi em sợ lắm, thầy đừng để người ta bắt em đi nha thầy. Ừ, thầy hứa. Sao giờ này chưa về mà còn dọn dẹp vậy chú? Công nhận nha, chú siêng năng thiệt. Dạ cậu ơi, tôi nhờ ông chủ thương. Ông chủ cho tôi ở lại cửa hàng để mà canh hàng. Rồi tôi ngủ đây luôn, đỡ tốn tiền thuê nhà cậu ơi. Ồ vậy hả chú? Thôi chú tranh thủ làm rồi ngủ sớm nha. Dạ. Con về đây. Dạ. Đánh chết mẹ nó. Ở tù tao chịu. Mày muốn gì? Mày. Ai kêu tụi mày tới? Làm gì? Cậu chủ. Cứu tôi với. Công an tới. Công an. Cứu ra. Tại sao muốn ra? Ta? Tại sao? Ông chạy chết ra. Tao không dám mày làm gì đâu. Ông muốn chết hả? Tao không sẽ chết đâu mày. Muốn chết tôi cho ông chết. Cứu ra. Mày định làm gì? Con. Má. Mày có đâm nó không? Con không biết nữa, má đừng có hỏi con nữa. Sao lại không biết? Lúc đó mọi chuyện như thế nào? Thì lúc đó con dắt xe ra để chuẩn bị đi về. Tự nhiên ở đằng sau có hai thằng nào nhào vô đánh con à. Rồi thằng kia rút dao ra nữa. Rồi đâm con nữa. Con tự vệ thôi. Con chụp con dao nó. Rồi nó ngã vô người con. Rồi sao? Con ngã xuống. Rồi nó tự đâm vô người nó luôn. Vậy có sao không má? Má, có sao không má? Cứu con má. Mày á? Mày chỉ biết làm ra chuyện thôi. Rồi giờ hỏi có sao không má, có sao không má? Chuyện này chưa xong lại tiếp tục xảy ra chuyện khác nữa. Con đâu có muốn đâu. Tại tụi nó đánh con chứ bộ. Tại sao tụi nó đánh con? Con đâu có biết. Mày còn nói láo nữa hả? Có chuyện gì tao mặc xác mày nghe chưa? Ừ thì con đánh nó trước á. Tại biểu nó... Nó làm gì mày? Nó chọc bạn gái con. Trời. Trời đất ơi. Giỏi quá trời giỏi luôn. Mới có bao nhiêu đó tuổi hả? Mà đã biết giành gái rồi ha. Giỏi quá à. Nó ghẹo bồ con là làm bỉ mặt con chứ bộ. Tại sao lúc ba mày chửi mày là lười biếng ăn bám? Sao lúc đó tao không thấy mày biết nhục vậy?
Còn bồ á thì bị ghẹo chút xíu là lồng lộn lên rồi. Thì ba mình chửi mình phải nhịn. Nhưng mà ra đời là không có nhịn được. Trời đất ơi, trời đất ơi, anh hùng quá vậy. Anh hùng quá đi con ơi. Rồi lúc đó người ta bị cái gì á, người ta thưa mày á, thì đừng có sợ quắn đít lên khóc. Có sao không má, có sao không má. Bây giờ má chửi con hay là má cứu con? Cứu, cứu, cứu. Cứu bằng cách nào? Cứu làm sao bây giờ? Chỉ giỏi làm khổ cha khổ mẹ thôi hả? Ba mày á mà biết chuyện này á thì chỉ có nước xếp quần áo đi ra đường ở thôi hả? Mà tao nghĩ rồi, thằng kia mà nó có mệnh hệ gì, trời ơi, cả đám nó xúm lại, nó nói mày đâm nó. Tới lúc đó có nước ở tù thôi con. Má ơi má, má cứu con đi má ơi, con muốn ở tù đâu má ơi. Má. Phải chi có ai làm chứng thì cũng đỡ. Đúng rồi, có người làm chứng. Alo. Cô hả? Thằng Tính nó khỏe không? À vậy hả? Thôi thôi, vậy cũng đỡ rồi. Không được, tôi nghĩ không có được, tại vì công việc nhiều lắm cô à. Không. Tôi không có ý đó. Tôi muốn nói là tôi... Thôi được rồi. Được rồi. Ngày mai tôi gặp cô. Rồi. À, dạ. Trời ơi, cái chân này sao dám ra ngoài. Ổng mới thấy là mệt mỏi lắm. Không biết thằng nó có sao không ta? Mà đâm vào bụng chắc không sao đâu. Thôi kệ nó đi. Đáng đời. Dám đánh hội đồng mình. Khốn nạn thiệt. Mình chỉ tự vệ thôi. Nhức cái chân quá. Dạ chào ông chủ. Cậu Bằng đâu? Dạ xin đi công chuyện một tí. Cậu ba có làm sao không ông? Sao là làm sao?
Ủa, ông không biết gì hết hả? Chuyện gì? Nghe hàng xóm nói chiều qua có đánh nhau, có đứa phải đi cấp cứu. Ai đánh ai? Cậu ba bị đánh. Đánh nhau, có đứa bị thương đi cấp cứu. Sao ông nghe má nó nói gì hết trơn vậy ta? Không lẽ hàng xóm người ta nhìn lầm? Thằng Tính mới ra đây làm có ba bữa thôi, chắc người ta nhìn lộn rồi đó. Người ta thấy rành rành trước mặt sao mà lầm được. Cậu Bằng ở đây nè, chút về ông hỏi đi. Ừ. Ông Bằng à, ông phải ra làm chứng thằng Tính nó bị đánh trước. Thằng kia tự ngã vô con dao nên mới gây thương tích. Tôi nói thiệt, tôi thật sự là chỉ thấy cậu ba bị đánh thôi. Còn cái chuyện có đâm hay không thì thật sự là tôi không thấy gì hết. Sao lại không thấy? Ông phải thấy như vậy đó. Nếu nói như vậy thì tôi khai gian sao? Trời ơi, gian chút xíu thì có làm sao đâu. Chỉ cần ông giúp được nó thôi mà. Không được đâu cô à. Công an họ hay lắm, họ điều tra ra thì chết hết. Tôi mà có nói bậy họ bắt tôi luôn là mệt lắm mất cô. Đúng là chết nhát. Ông làm chứng thôi mà, mắc mớ gì họ bắt ông. Nói tóm lại, ông cứ nói là không phải thằng Tính nó đâm. Nhưng vậy mà ông nói ông thương con. Anh phải nói. Dạ, nói chuyện gì? Đừng có chối, tôi biết hết sự thật rồi. Mới đây mà ông đã biết à? Ông biết hết rồi hả ông chủ? Người ta nói tôi nghe, nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh kể. Dạ thưa ông chủ, dạ bây giờ tôi có nói ra thì chuyện đã cũ rồi ông chủ à. Mới chứ cũ cái gì? Dạ cũ rồi, cũ lâu lắm rồi ông chủ à. Lâu lắm rồi thật mà. Mới hôm qua. Hôm qua chuyện gì? Chuyện thằng Tính bị đánh đó. Chứ anh tưởng tôi hỏi chuyện gì hả? Dạ cái chuyện thằng Tính bị đánh, chuyện đó làm gì? Alo, mày hả? Mày muốn gì? Mày hù tao đó hả? Tao nói cho mày biết nha mày, tao đồng ý không phải vì sợ mày nha mày. Chẳng qua tao không muốn làm lớn chuyện nha mày. Để cho tao yên, tao để cho mày yên. Ai đó? Má đây. Dạ, vô đi má ơi. Má. Nè. Dạ. Cháu nè, ăn đi. Mày không lú mặt ra ngoài, nhiều người hỏi thăm ghê. Làm như là thương yêu dữ lắm. Dạ rồi má nói sao? Thì nói là con bị nổi trái rạ. Yên tâm đi, chuyện của con má đã tính hết rồi. Má không còn tính nữa đâu. Sao ạ? Giải quyết xong hết rồi. Giải quyết làm sao? Đưa cho nó 10 triệu tiền thuốc là xong. Xong xuôi hết. Cái gì? 10 triệu? Mày kêu nó cắt cổ tao luôn đi. Chứ má muốn nó thương con hả? Ra tòa còn tốn nhiều hơn nữa. Cũng may đó má, nó bị thương phần mềm. Nếu mà lũng gan lũng thận không phải 10 triệu đâu. Biết vậy thiệt hố một cái quá mạng. Tốn có 10 triệu má là hố. Hố cái gì? Mày á. À. Đau má. Cũng may là tụi nó không đánh gãy chân mày đó. Ăn đi.
chưa có phòng của thằng Tính đâu. Chi vậy? Tôi gõ cửa hoài mà nó không chịu mở cửa phòng. Anh tìm nó làm gì? Đánh. Ai nói nó bị đánh? Ông Bằng. Đồ lẻo mép. À, thì ra bà bao che cho nó phải không? Nó bị thương làm sao mà phải trốn trong phòng vậy? Nếu nó có sao thì đã vô bệnh viện nằm rồi. Anh biết á, tụi nhỏ bây giờ chỉ nhìn nhau thôi là đã nói nhìn đểu, rồi đón đường đánh. Con mình nó cũng bị y chang vậy. Thằng Tính nó hiện hết sức vậy đó, có bao giờ dám lớn tiếng với ai đâu. Sao dạo này nó xui xẻo quá trời à. Hết bị người nhà đánh, giờ bị người ngoài đánh. Mà muốn ám chỉ ai vậy? Tôi nói vậy đó. Ai làm thì tự biết. Làm ơn, để cho nó yên đi ha. Có tin lời cô ta nói không? Alo. Dạ, cửa hàng vật liệu xây dựng nghe. Ai? Mày đó hả? Rồi, tao nhớ rồi. Mày lúc này sao? Thôi, tao lại mày. 20 năm ở tù tao sợ lắm luôn rồi, tao thấm thía lắm rồi. Thôi bây giờ làm ăn lương thiện chắc cú hơn mày ơi. Đồng tiền mình làm ra tối nó ngủ ngon. Dung à, ngày mai tôi sẽ ra công an làm chứng cho. Khỏi cần. Cô nói gì? Cô nói sao? Nói cái gì? Tôi nói chơi mà anh tưởng thiệt hả? Thấy ông ham con quá, tôi nói chơi vậy thôi. Nếu như mà thằng con của tôi là con của ông nghĩ tôi dễ dàng nói ra như vậy sao? Suốt cả đêm hôm qua tôi không ngủ được. Té ra là cô coi tôi như một thằng khờ. Cô thật quá đáng mà. Người quá đáng là ông đó. Tôi kêu ông nghỉ làm, sao tới giờ ông chưa nghỉ? Ông chủ là một người hiền lành tốt bụng, mà có một cô vợ độc ác như cô. Ủa, tới giờ mới biết hả? Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ông muốn làm gì? Tôi sẽ giặt mặt cô trước mặt ông chủ cho ông chủ thấy. Ông dám làm, tôi giết ông đó. Tôi thách cô. Ông đụng tới quyền lợi của tôi, chuyện gì tôi cũng dám làm. Buông ra. Không. Buông ra. Không buông. Buông không. Buông tôi ra. Không buông. Buông. Không phải lỗi của mình, ổng tự ngã ra đường. Nhưng mặc kệ ổng, ổng có chết thì mình rảnh nợ. Quỳnh đó hả?
Thôi được rồi, dì sẽ tới đón. Mình cứ ăn trước đi ba, vợ con nó đi về trễ. Ba, mình chờ dì về cùng ăn luôn ba. Biết chừng nào về mà chờ. Chưa mời người lớn đã ăn, không biết lễ phép thế nào hết. Ăn cơm thôi mà cũng rắc rối nữa. Mấy cái chuyện này phải dạy từ nhỏ, chứ đâu phải chờ tới giờ. Dạ có dạy, nhưng đối với thằng này á, như nước đổ đồ dịch vậy ba ơi. Má nó không thèm để ý đâu. Nè, ai nói xấu tôi đó? Ba á, muốn bà xuất hiện tôi nói xấu là bà xuất hiện liền à. Giới thiệu với cả nhà, đây là Quỳnh. Dạ. Cháu gọi tôi bằng gì? Chào cả nhà đi. Dạ, cháu xin chào ông. Chào Dượng. Ừ. Em chào anh Quy, anh Tính. Ừ. Chào Ly. Ngồi đi con. Ly. Dạ. Em có đứa cháu này sao không biết vậy? Dạ thưa Dượng, lâu nay á con ở dưới quê á nên ít liên lạc. Con cái quê mà nhìn trắng quá. Ủa vậy hả anh? Em cũng không để ý mình có trắng hay không nữa. Dạ. Dạ, cháu mời ông. Dạ, con mời cả nhà. Cảm ơn con. Cháu cũng biết chăm sóc cho người già quá chứ. Nó ở dưới quê mấy tháng nay, giờ lên đây tìm việc. Rảnh thì vô chùa phụ sư cô, chăm sóc cho mấy người già không nơi nương tựa. Quỳnh nè, rồi em đã tìm việc được chưa? Dạ chưa. Em xin bán hàng trong siêu thị á, nhưng họ nhận đơn rồi kêu về nhà chờ. Cũng có người quen giới thiệu bán cà phê, nhưng em thấy kỳ kỳ nên từ chối. Cứ từ từ con ơi, không có gì gấp. Quỳnh, em mà vô mấy quán đó là tiêu luôn, khổ nhà anh không à. Mày rành quá ha. Thấy nó ở chỗ trọ gì mà phức tạp quá trời hả, nên em mới kêu nó về nhà mình. Rồi chừng nào tìm được việc thì hẳn hay. Anh không phản đối chứ? Sao là phản đối chứ? Em dọn cái phòng nhỏ trên sân thượng cho Quỳnh ở đi. Phòng nó không được rộng, cháu đừng có chê nha. Dạ, có chỗ ở là mừng lắm rồi. Cảm ơn dì Dượng. Dạ, em ở đây, hai anh có cần gì á, cứ sai em. Ở đông thì nó vui, còn người trong nhà thì giúp đỡ nhau thôi, chứ không ai dám sai bảo. Dạ, cháu hiểu. Thôi ăn cơm dạ, đi. Mà ba. Con dạ. Ăn cơm. Dạ. Quỳnh, đưa đây. Anh Quy. Hả? Em nghe dì nói anh đàn rất là hay phải không? Bữa nào anh dạy thêm cho em nghe. Em cũng biết đàn guitar chút chút. Vậy sao? Ừ, nếu em thích thì bữa nào anh dạy cho. Nói cả nhà đừng cười. Hồi nhỏ con mơ lớn lên làm ca sĩ. Con thần tượng ca sĩ Cẩm Vân quá chừng luôn. Em mơ làm ca sĩ mà em hát có hay hay không?
Hồi nhỏ lúc làm việc á, lúc nào em cũng hát hết á. Có bác hàng xóm qua khen em hát hay chứ bộ. Giờ chắc em còn hát hay hơn nữa. Bé này dễ thương quá. Coi như lần này em giới thiệu đúng người đó. Em đã nói mà tại anh cứ hay nghi ngờ. Thằng Huy á, mà nó chê con Quỳnh thì em cũng bó tay. Anh chỉ sợ nó chê thằng Huy thôi. Cầu trời cho. Anh cứ tạo cơ hội cho tụi nó gần gũi thì thế nào cũng phát sinh tình cảm thôi. Nhà nó nghèo, được vô làm dâu nhà mình là phước phần của nó. Em đừng có nói vậy. Anh thấy nếu như Quỳnh á, mang cho con mình hạnh phúc á, thì mình phải cảm ơn nó chứ. Anh Huy, anh đi làm hả? Quỳnh hả? Dạ. Ừ, anh đi làm. Ủa, mà sao em không vô nhà coi tivi, đứng đây làm gì? Em muốn tiễn anh đi làm. Trời đất, tối nào anh cũng đi làm. Tiễn làm cái gì? Thôi, anh đi làm nha. Anh Huy, em muốn kể từ ngày hôm nay, em có thể tiễn anh đi làm và đón anh về. Ừ. Cái con bé đó đó, nó thông minh lanh lợi quá. Nghe nó nói không á, cũng vui tai. Phân bì hả? Ai cũng để ý tới con Quỳnh mà quên con hả? Ganh tị á, là tật xấu. Nếu muốn mọi người thương á, thì mình phải thương mến mọi người trước đã. Ngoại, ngoại ra ngoài coi tivi nha. Cả nhà mà coi tivi á là vui lắm á. Thôi kệ nó đi. Nãy con viết cái gì mà nó giận đùng đùng vậy? Con xin Ly đồng ý để con phụ chị ấy chăm sóc ông và anh Huy. Có vậy không mà cũng giận. Con này thiệt tình.
Sáng nay em cho cả nhà ăn cháo trắng hộp vịt muối được không chị? Ừ. Chị ấy muốn gì? Muốn mình trở thành người thừa chắc. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Ông ngoại cần mình mà. Cháo này nhớ hỏi dưới quê. Bà nội sáng nào cũng nấu hết trơn á. Món này ăn ngon mà không có ngán. Ăn vậy nó nhẹ bụng. Mời anh. Ăn được không anh? Cảm ơn em. Ngon lắm. Ủa? Mà... Ly đâu sao không thấy vô ăn? Sáng nào nó cũng ở đây mà. Sáng nay sao lại bỏ đi đâu vậy? Hình như Ly giận con á. Giận cái gì mà giận hoài vậy? Sáng nay Ly vô thấy con đang nấu cháo, Ly có vẻ không hài lòng nên bỏ ra ngoài. Ngoại, cháu hiểu lầm rồi. Con Ly nó không có vậy đâu. Dạ cháu cũng mong là như vậy. Muốn hai chị em tâm sự với nhau mà khó quá. Sợ Ly nói cháu làm phiền. Trời ơi, nó mà nói được, tao lại nó liền á. Bà rảnh quá. Khoan đi. Tôi ăn thử con ngon. Từ lúc mình đến đây chưa bao giờ thấy ngoại cười vui như vậy. Khuôn mặt của anh Huy sinh động như vậy. Cảm ơn anh. Ủa, ông Bằng bữa nay ông đi làm hả? Dạ, 2 ngày rồi. Nghỉ mà không báo tiếng nào. Chắc là cầm tiền rồi bỏ trốn. Tiền gì? Sáng đó tôi kêu ông đi giao 20 bao xi măng rồi nhận tiền luôn. Ông xin đi gặp một người bạn. Rồi mất mặt luôn tới bữa nay. Mai ông không quay lại tôi xin đền tiền cho ông chủ. Thôi, đừng có nghi quan cho người ta. Rủi ổng xảy ra chuyện gì thì sao? Ngoại! Ngoại! Ngoại bước tới con cho ngoại cười ngon nè ngoại. Cái con này thiệt tình. Ngoại! Giỏi nha ngoại. Cứ như ngoại là con nít mới tập đi. Ngoại! Cố lên ngoại! 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 Ngoại bước tới đi con cho ngoại cười ngon rồi. Ngoại! Ngoại! Quỳnh! Ngoại sao vậy Quỳnh? Thôi! Thôi! Ngoại giỏi quá à. Đi được rồi gì? Dạ, đi được rồi. Ngoại, ngồi xuống đây nghỉ nha ngoại. Ngoại. Con cảm thấy chỉ có Quỳnh mới khiến ông ngoại trở nên can đảm. Tại vì em có chùm nho nè. Cho ngoại nè. Ngoại, nho còn nhiều lắm nè. Mai mốt á, ngày nào con cũng tập cho ngoại đi như vậy, con sẽ thưởng cho ngoại nguyên một chùm nho này luôn. Ngoại, Quỳnh coi ngoại là con nít đó. Anh này.
Sao không có tờ nào đăng tin người đàn ông bị xe cán hết vậy nè? Vậy là ông không sao? Không sao? Vậy sao ông không tìm mình để hỏi tội trời? Hay là ông đang lẳng lặng kiếm cách để trả thù mình? Ông này thiệt là ghê gớm. Con nghĩ ha, ông chỉ cần tập thêm vài ngày nữa là ông sẽ đi vẽ re như bò kéo xe luôn đó. Nhưng mà con phải ra tập với ông. Tập với thằng Huy hay con Ly chán lắm, không có vui gì hết. Ngoại nha, bây giờ ngoại có mới rồi, ngoại chê con. Không biết hả, tại con không thấy chứ con Quỳnh nó rất vui vẻ và lém lĩnh. Ủa, vậy là ngoại nói con không vui vẻ, không lém lĩnh hả? Con thấy con cười suốt mà. Cười đâu chắc là vui. Nhưng mà thật sự con không nhìn thấy được ngoại. Anh sẽ thấy, vì từ nay em sẽ là đôi mắt của anh. Bây giờ nè ha, em sẽ tả hình dáng của em cho anh nghe nha. Ôi, mắt em lấp lánh như hai vì sao, miệng em cười như dần trăng lưỡi liềm, dáng em thì như cây liễu bên hồ, còn tóc của em thì ôi như ma nơi canh vậy đó. Quỳnh nè, em tả một hồi á, anh thấy em giống mấy bà tiên vậy đó, hoàn hảo quá. Thì nghe nó cũng nhợn nhợn, nhưng mà như vậy á. Thôi ngoại kỳ, chọc quê con hoài nha. Rồi mời cả nhà ăn nho. Thôi ngoại, ăn nho nữa đi ngoại.